Khi tôi bắt đầu làm ra tiền này thì tôi cố gắng góp hết tiền vào để cúng cho mẹ mình, để mẹ mình không bị khổ như bà mình. Nhưng mà cứ được hết tiền thì mẹ tôi lại bị lại. Bà bị lại lại bị nhốt vào trong khê và tôi sợ bà mạnh. Và chúng tôi cả một đàn con chạy theo mẹ, vì mẹ tôi bị bệnh, mẹ tôi không biết, nên mẹ tôi cũng sinh rất nhiều con. Những mỗi lần mẹ tôi bị như vậy thì mẹ tôi trần truồng chạy ra đường. Và tôi đi học thì tôi bị rơi vào cái hoàn cảnh là mẹ tôi bị nói là một con ó điên. Trong danh Đức Chúa Giêsu, buông ra mọi sự rủa xả, xuyên thế hệ. Đi ra, sự rủa xả của nghèo thiếu, sự rủa xả của điên khùng, bại sụi, bại não, buông ra. Tà linh đeo bám các thế hệ, ý là gây xung đột trong gia đình, gây xung đột những lời rủa xả của người chồng, buông ra trong danh Chúa Giêsu. Thực sự ra thì tôi cũng chia sẻ một chút là cái quá khứ của gia đình tôi nó rất là lặng lẽ. Từ đời bà đã bị điên rồi. Và cúng bái rất là nhiều, có ban thờ to. Sau đó thì ví dụ có ai mà gặp bà đấy, bà chỉ cầm ngậm một miếng rượu trong mồm và phun vào mặt người ta, bà đọc hết nguyên văn cuộc đời người ta, hoặc là số phận hay tương lai hay là sắp có tiền, thì và sau đó họ mang tiền đến cúng. Và cái sự rủa xả đã kéo theo đời sống của mẹ tôi cũng bị điên, và đến chị gái tôi và mẹ bà ngoại tôi bị chết vì bệnh điên, bị chết như kiểu ăn bẩn thỉu không biết, và bị ốm mà chết. Sau đó đến đời mẹ tôi cũng bị, và tôi tin Chúa năm 19 tuổi thì cả một cái tuổi thơ ấu thơ của tôi là tôi chỉ có chạy theo một bà điên, bởi vì giữ mẹ, sợ mẹ bị khổ giống bà mình. Và sau đó tuổi thơ tôi không có cái cuộc sống như những cái bạn bình thường, bởi vì tuổi sơ thơ của tôi hoàn toàn ở trong bệnh viện Đông Khê. Có nghĩa là những mỗi lần mẹ tôi bị như vậy thì mẹ tôi trần truồng chạy ra đường. Và tôi đi học thì tôi bị rơi vào cái hoàn cảnh là mẹ tôi bị nói là một con ó điên. Và cái ngày đấy cái kiến thức người ta nhận thức không có như bây giờ văn minh, là người ta kiểu như nhìn mình hay là tiếp đại mình một cách tôn trọng. Và tôi đi học hay là ở xóm ngõ tôi cũng đều bị tủi thân. Sau đó khi biết đến Chúa, khi tôi bắt đầu làm ra tiền này thì tôi cố gắng góp hết tiền vào để cúng cho mẹ mình, để mẹ mình không bị khổ như bà mình. Có nghĩa mẹ tôi cũng bị bệnh nên mẹ tôi không giúp được cho bà mình, nhưng mà tôi thì như vậy. Nhưng mà cứ được hết tiền thì mẹ tôi lại bị lại. Bà bị lại lại bị nhốt vào trong khê và tôi sợ bà mạnh. Và chúng tôi cả một đàn con chạy theo mẹ, vì mẹ tôi bị bệnh, mẹ tôi không biết, nên mẹ tôi cũng sinh rất nhiều con. Nhưng mà khi mà năm 19 tuổi tôi tin Chúa thì bài đầu tiên Chúa cho tôi chỉ thấy là Chúa chữa người điên ở trong mồ bà. Và từ đó tôi lắm chắc vào Chúa. Tôi nói là con tin chắc là Ngài giải cứu mẹ con và Ngài chữa lành cho mẹ con. Và sau đó thì tôi nói với Hội Thánh rằng là hôm đó buổi thảo Hội Thánh có cầu nguyện kinh ăn, tôi nói với Hội Thánh là tôi sẽ đưa mẹ tôi lên được cầu nguyện giải cứu bệnh điên cho mẹ tôi. Và cả Hội Thánh cũng rất là giật mình vì mẹ tôi đang bị rất là nặng. Và cảm ơn Chúa khi mà tôi đưa mẹ tôi đến Hội Thánh ấy, tôi cũng không biết là mọi người sợ hãi đâu. Tại vì lúc bấy giờ thì mục sư và những người nhân sự đi vắng hết. Hầu như chỉ còn có những người nhân sự ở nhà, còn những người chính thì đi học, trưởng nhóm và mục sư đi học. Nhưng mà khi tôi đưa mẹ tôi đến này không phải là một người bình thường, là một người điên rất là lặng. Nhưng cảm ơn Chúa bởi đức tin. Và chúng tôi cầu nguyện từ sáng cho đến tận 1 giờ chiều mà không nhận được cái sự chữa lành. Mẹ tôi cứ đi ở trong phòng và mẹ tôi không khai mẹ tôi là ai và cũng không cầu nguyện được. Và sau đó thì tôi quỳ gối tôi nói là Chúa ơi, nếu ngày hôm nay Ngài không trả lời con không đứng dậy, con sẽ quỳ đến khi nào Ngài trả lời con. Và khi cái lời nói tôi vừa cất lên như vậy thì mẹ tôi bị ngã như là có người đẩy, đập đầu xuống đất và mọi người còn hoảng vì sợ bị chấn thương trong đầu. Và ngay lúc bấy giờ mẹ tôi bật dậy, mẹ tôi ăn hết một cặp lồng cháo. Chúng tôi đi mua cặp lồng cháo mà trong đó mẹ tôi bị nhịn đói hàng tháng bởi vì ma quỷ nó khống chế không cho ăn. Nhưng có một điều tôi nhận thức được rằng là mẹ tôi khi bị bệnh, mẹ tôi có thể đánh phá tất cả mọi người, nhưng riêng con gái Chúa đến thì mẹ tôi chạy. Mẹ tôi sợ hãi và mẹ tôi trốn, và tôi hiểu rằng là đây là những người đến mang sự sáng. Chúng ta không nhìn thấy điều đó, nhưng cái người mới nhận biết là Chúa sẽ nhìn thấy chúng ta là những người được bao phủ từ lấy Chúa. Tôi nói là tại sao những người đến thăm viếng mẹ tôi chỉ là những người thanh liên, chỉ là những người bình thường mà mẹ tôi sợ đến thế, trong khi mẹ tôi có một cái sức mạnh có thể đánh tất cả mọi người. Nhưng cứ thấy họ là mẹ tôi chạy về nhà vệ sinh, mẹ tôi trốn. Và cảm ơn Chúa mẹ tôi đã được giải phóng hoàn toàn.
Lúc lúc cầu nguyện ấy thì Tà Linh ấy nói rằng là người này sẽ làm thay đổi thành phố này, ta muốn cầm giữ nó. Có biết lúc đấy mình có biết gì không? Lúc đấy tai có nghe thấy đấy điều đó, nhưng mồm nói thì mình không biết là sao lại nói ra. Tôi biết ơn Chúa và tôi biết là tôi không biết lấy gì để trả những cái ơn phước Ngài làm cho mình. Ngài thay đổi cuộc đời mình, Ngài cho mình nhà, Ngài cho mình con cái, cho mình những cái điều tuyệt vời. Con cái hai đứa yêu mến Chúa lắm. Nên là tôi rất muốn hầu việc với trời. Và Chúa có khải tượng trong đầu của tôi là Chúa rất phục hưng Hải Phòng. Và Chúa nói là con đã từng có giấc mơ có nhà thì ta đã làm giấc mơ của con. Con giấc mơ mà con mơ về công việc của Chúa thì con chưa làm thành. Nên là tôi vẫn cầu nguyện được tiêu mang việc này. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Dâng ơn Chúa chẳng bó tay. Cảm ơn Chúa.